Ví dụ như bà con mình bắt 5 cặp, 10 cặp, nhà tôi sẽ hỗ trợ thêm cho bà con mình là 5 cặp, 10 cặp nữa. Thì vì bà con mình bắt tay vào chăn nuôi với mong muốn là làm sao cùng với bà con phát triển nhân đàn thật là nhanh và để đem lại được cái hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Còn những bà con nào mà mình muốn chăn nuôi mà nhân đàn phát triển nhanh thì bà con mình có thể lựa chọn con giống ở tháng tuổi như nhà tôi. Thì hiện tại những cặp bố mẹ nhà tôi đã đang ghép rồi và đã đang sinh sản rất là tốt rồi. Nhà tôi đang cung cấp cho bà con là từ chăn nuôi động vật hoang dã nói chung và chăn nuôi chồn vòi mốc nói riêng đang đem lại lợi nhuận và hiệu quả kinh tế rất cao cho người chăn nuôi. Giá bán thương phẩm hiện nay của chồn mốc đang rất cao, nhưng không vì có giá trị cao mà chúng đòi hỏi cách thức chăm sóc cầu kỳ hay quá khó để chăn nuôi, mà ngược lại, chăn nuôi chồn mốc lại có rất nhiều lợi thế như dễ chăm sóc, tốn ít công sức chăn nuôi, thức ăn dễ kiếm và rẻ tiền. Cũng đã có rất nhiều bà con nắm bắt được những ưu điểm đó và biết đến lợi nhuận từ mô hình này đem lại và muốn bắt tay vào chăn nuôi con chồn mốc này. Nhưng điều mà bà con còn lo lắng và e ngại đó là chưa có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc và chưa biết được cách thức đầu tư hay cần bỏ ra số vốn là bao nhiêu để chăn nuôi. Tại video này, kênh đã kết nối được với chị Lê Thị Hải Yến, chủ trang trại động vật hoang dã, để nhờ chị chia sẻ về các khâu chuẩn bị khi bắt tay vào chăn nuôi chồn mốc và những chi phí cần thiết khi đầu tư chăn nuôi. Xin mời bà con cùng gặp gỡ chị Yến. Xin kính chào quý bà con, chắc hẳn là bà con mình cũng không xa lạ gì với tôi nữa. Tôi là Yến, hiện đang là chủ một chuỗi trang trại gây nuôi phát triển và bảo tồn các loại động vật hoang dã. Thì hiện tại trang trại của tôi đang gây nuôi những con động vật hoang dã như con rùi má đào Thái Lan, rùi mốc đại Trung Quốc, con trồn mốc, con trồn hương và con giòn. Thì với hơn 10 năm trong lĩnh vực chăn nuôi và phát triển con động vật hoang dã này, thì gia đình tôi hiện tại đang sở hữu 4 trang trại trải dài xuyên suốt từ Bắc vào Nam. Nhà tôi có một trang trại tại Đoan Hùng, Phú Thọ, một trang trại tại Phú Xuyên, Hà Nội, một trang trại tại Thanh Oai, Hà Nội. Và hiện tại tôi đang ngồi tại đây, trang trại nhà tôi có địa chỉ tại quốc lộ 91B, phường Thới An Đông, Bình Thủy, Cần Thơ. Hiện nay có rất nhiều bà con đang muốn chuyển đổi từ mô hình chăn nuôi động vật thông thường sang động vật hoang dã, nhưng vẫn còn băn khoăn không biết với số vốn bao nhiêu thì có thể bắt tay vào chăn nuôi được. Theo chia sẻ của chị Yến, thì bà con chỉ cần với số vốn từ 20 đến 25 triệu là bà con có thể bắt tay vào chăn nuôi con chồn mốc này rồi. Và với số vốn đó thì bà con bắt được bao nhiêu cặp giống, ở lứa tuổi nào? Thì ngay sau đây, chị Yến sẽ chia sẻ cho bà con chi tiết giá con giống từng tháng tuổi tại trang trại của chị. Mời bà con cùng lắng nghe. Vì hiện nay thì có rất là nhiều bà con mình cũng đang mong muốn chuyển đổi cái mô hình chăn nuôi từ những con động vật thông thường sang những con động vật như là trâu, bò, lợn, gà. Nhưng mà bà con mình vẫn còn đang băn khoăn là không biết là cái số vốn như thế nào thì có thể là bắt tay vào chăn nuôi những con động vật hoang dã này. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bà con với số vốn từ 20 đến 25 triệu thì bà con mình đã có thể bắt tay vào cái mô hình chăn nuôi con động vật hoang dã này rồi. Cụ thể là con chồn mốc. Hiện tại như trang trại của tôi đây thì tôi đang có đầy đủ các loại con giống ở mọi tháng tuổi để cho bà con mình có thể là cân đối phù hợp với lại cái tình hình tài chính của gia đình mình. Thì đối với những cái cặp chồn baby mới tách mẹ, nhà tôi đang cung cấp cho bà con là từ 11 đến 12 triệu đồng trên một cặp. Còn đối với những cái loại mà 5-6 tháng, nhà tôi đã tiêm đầy đủ 3 mũi vaccine rồi, ăn uống rất là tốt rồi, nhà tôi đang cung cấp cho bà con là từ 16 đến 17 triệu đồng trên một cặp. Còn đối với những cái dòng hậu bị chuẩn bị bước vào thời kỳ sinh sản, nhà tôi đang cung cấp cho bà con là từ 24 đến 25 triệu trên một cặp, là bao gồm một con đực, một con cái. Còn những bà con nào mà mình muốn chăn nuôi mà nhân đàn phát triển nhanh thì bà con mình có thể lựa chọn con giống ở tháng tuổi như nhà tôi. Thì hiện tại những cặp bố mẹ nhà tôi đã đang ghép rồi và đã đang sinh sản rất là tốt rồi. Nhà tôi đang cung cấp cho bà con là từ 28 đến 29 triệu trên một cặp, là gồm một con bố và một con mẹ. Thì với nhiều cái mức giá và nhiều loại con giống ở nhiều tháng tuổi như thế thì bà con mình có thể là dễ dàng cân đối với lại cái tình hình tài chính của gia đình mình, làm sao mà mình chăn nuôi và phát triển được tốt nhất. Vừa rồi chị Yến đã chia sẻ cho bà con giá con giống từng tháng tuổi tại trang trại của chị. Với số vốn ban đầu là 20 đến 25 triệu thì bà con đã có thể bắt tay vào chăn nuôi con chồn mốc này rồi. Tuy nhiên, có nhiều bà con vẫn còn khó khăn về kinh tế nhưng lại rất muốn chăn nuôi phát triển. Hiểu được nỗi lòng đó của bà con,
Hiện tại trang trại của chị Yến đang có chương trình hỗ trợ 100% vốn chăn nuôi cho bà con để giúp bà con có thêm động lực chăn nuôi, phát triển và nhân đàn nhanh hơn. Mời bà con cùng theo dõi tiếp video để biết thêm thông tin chi tiết. Có rất nhiều bà con đến trang trại của tôi tìm hiểu con giống và bắt con giống, có tâm sự lại với tôi là để có được cái số vốn tầm 20 đến 25 triệu để mà đầu tư vào con giống bước đầu ấy, thì bà con mình có những bà con phải đi là vay mượn hoàn toàn, còn có một số người thì có thể là bán hết toàn bộ những là ngô che mía hay là thóc gạo ở nhà mình đi, thì với con số vốn là từ 20 đến 25 triệu để đầu tư vào con giống. Thì thấu hiểu được cái tâm sự của bà con như thế, thì hiện tại thì trang trại của tôi đang đưa ra một cái chính sách hỗ trợ vốn cho bà con. Nhà tôi sẽ hỗ trợ vốn cho bà con từ 50 đến 100% số vốn. Ví dụ như bà con mình bắt 5 cặp 10 cặp, nhà tôi sẽ hỗ trợ thêm cho bà con mình là 5 cặp 10 cặp nữa, để vì bà con mình bắt tay vào chăn nuôi với mong muốn là làm sao cùng với bà con phát triển nhân đàn thật là nhanh và để đem lại được cái hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Khi bắt tay vào mà chăn nuôi phát triển con chuồn mốc này, thì với những bà con mình đã có kinh nghiệm lâu năm này, hay là những bà con mình mới chăn nuôi, hay là những bà con mình mà đang đi tìm hiểu chuẩn bị bước vào cái quá trình chăn nuôi con chuồn mốc này ấy, thì theo tôi chia sẻ thì bà con mình nên là vào giống ở những cái tháng tuổi lớn như là hậu bị hay là bố mẹ. Những cặp đấy thì là nhà tôi đã chọn lọc rất là kỹ, và khi bà con mình nuôi những cái cặp giống ở tháng tuổi lớn như thế thì nó sẽ nhân đàn nhanh. Khi mà con chồn nó nhân đàn nhanh, nó đẻ rất là sai, thì bà con mình sẽ được thu lại cái hiệu quả kinh tế nhanh và thu hồi lại được cái số vốn mà bà con đầu tư vào lúc ban đầu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực chăn nuôi phát triển con chồn mốc này, thì tôi cũng đã rất là giúp được rất là nhiều bà con đã chuyển đổi cái mô hình chăn nuôi rất là thành công. Bà con có phản hồi lại là những cặp chồn mà sau khi bắt ở trang trại tôi về đã sinh sản rất là tốt, đẻ con rất là sai. Và như bà con đã biết, sau khi mà con chồn mốc là sinh sản ra con ấy, nếu mà bà con mình mà nuôi theo hướng thương phẩm, bà con chỉ cần nuôi tầm là từ 10 đến 12 tháng là bà con đã có những cái thương phẩm để bà bán ra thị trường hoặc là bao tiêu ngược lại cho trang trại của tôi. Như bà con đã biết thì hiện tại cái giá của thương phẩm của con chồn mốc này trên thị trường là tôi đang bao tiêu cho bà con là 1.900.000 trên một cân. Thì sau một lứa, sau một năm, đối với một con chồn con bà con nuôi ra thành thương phẩm, thì bà con đã thu lại được cái số vốn, cái giá trị tầm là từ 18 đến 20 triệu. Để chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, thì yếu tố chuồng trại, bà con cần đảm bảo ổn định về nhiệt độ, cũng như là kích thước ô chuồng hợp lý. Bà con có thể tham khảo kích thước ô chuồng tại trang trại chị Yến đang làm, đó là ngang 1m, sâu 1m và cao 80cm. Xung quanh chuồng bà con làm bằng lưới vuông, dưới sàn chuồng bà con có thể làm lưới B30. Bà con lưu ý nên làm cách mặt đất từ 40 đến 50cm để dễ dàng dọn dẹp vệ sinh chuồng trại. Kèm theo đó là một số những lưu ý khi bà con làm chuồng sẽ được chị Yến chia sẻ ngay sau đây. Để mà thu được những cái hiệu quả kinh tế cao như thế, thì trong quá trình chăn nuôi thì bà con mình cũng phải nắm vững được những cái quy cách về làm chuồng trại này, những kiến thức về trong quá trình chăn nuôi thì cái con chồn mốc này thì mới đem lại được cái hiệu quả kinh tế cao. Thì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ cho bà con chi tiết về cách làm chuồng trại này, cách chọn con giống, cách theo dõi nó trong quá trình giao phối, để làm sao khi bà con mình bắt tay vào chăn nuôi mình đã có được rất là nhiều kiến thức trong tay, thì lúc đấy thì nó sẽ bà con chăn nuôi thành công và sẽ mang lại được cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con. Về cái khâu thiết kế chuồng trại để mà chăn nuôi con chồn mốc này thì nó rất là đơn giản và không tốn nhiều chi phí cho bà con. Thì bà con mình có thể tận dụng những cái ô chuồng lợn, chuồng gà, chuồng bò cũ của gia đình mình không còn sử dụng nữa, thì bà con để thiết kế được những cái ô chuồng mà chăn nuôi con chồn mốc này. Thì như nhà tôi đây, nhà tôi đang hiện tại đang thiết kế chuồng, thì bà con có thể thấy là nhà tôi sẽ thiết kế chiều ngang là 1m, chiều sâu vào bên trong cũng là 1m, và chiều cao từ dưới mặt sàn chuồng cho trên lấy nóc chuồng sẽ dao động là tầm 80 phân. Như thế thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích cho bà con. Còn xung quanh chuồng thì bà con mình sẽ bao cho tôi bằng cái lưới 1 hoặc là 2 ly để nó tiết kiệm cái chi phí cho bà con. Còn ở dưới sàn chuồng thì mình thiết kế là cái lưới B30. Bà con mình tránh thiết kế những lưới B40, B50. Cái mắt lưới nó rất là thưa, thì khi mà con chồn mình sinh sản đấy, mình không để ý hay là mình chưa kịp cho những ổ đẻ vào thì dễ là bị những con non này nó có thể dễ bị rơi xuống bên dưới, thì sẽ làm thất thoát hay là hao hụt cái con giống cho bà con.
Còn khi bà con mình thiết kế để mà dễ dàng dọn vệ sinh thì bà con mình thiết kế cho tôi là từ mặt sàn chuồng đến dưới mặt đất này sẽ cách cho tôi tầm là 40 đến 50 phân để cho nó dễ dễ dàng trong quá trình mình dọn dẹp vệ sinh. Như nhà tôi hiện tại nếu mà mùa hè thì nhà tôi sẽ dùng phương pháp là xịt rửa để cho gọn thịt cho nó sạch. Còn đối với mùa đông thì hạn chế cái nước mà nó bắn vào cái người con trồn ấy, thì nhà tôi sẽ dùng cái phương pháp là dùng vôi bột trộn với lại chấu để rải ở dưới sàn chuồng. Như thế thì bà con cũng biết là trong vôi bột nó có cái chất khử khuẩn thì nó tránh cho những con bọ nó làm tổ ở dưới những cái phân mà khi con trồn đi xuống, nó sẽ đảm bảo được cái vệ sinh cho chuồng trại của bà con. Khi mà thiết kế chuồng cho con trồn thì bà con mình là nên thiết kế cho tôi thêm một số những cái thanh ống như thế này. Đấy thì để cho con trồn nó có chỗ nghỉ ngơi, nó nằm lên trên này nó nghỉ ngơi, hoặc là khi mà nó sinh đẻ ấy, thì nó sẽ nằm ở trên này để nó sinh đẻ. Và thiết kế chuồng thì bà con mình thiết kế cho tôi những cái khóa tự động. Khi mà bà con đóng cửa mở ra cho ăn, bà con đóng vào là khóa sẽ tự sập xuống, tránh là con trồn nó rất là hiếu động, bà con mình mà chưa kịp đóng cửa có thể là sẽ chạy ra bên ngoài, nó gây hao hụt con giống cho bà con. Và trước đây thì gia đình tôi là cũng là sử dụng những cái bát hay là những cái vấu để cho con trồn nó uống nước, nhưng mà như thế thì con trồn nó sẽ có thể là đi phân vào hoặc là nó sẽ chạy nhảy thì sẽ làm đổ cái bát nước đấy. Thì nhà tôi bây giờ thiết kế là những cái vòi nước tự động, khi con trồn nó chỉ cần ngậm miệng vào thôi là nước sẽ tự động chảy ra, như thế thì sẽ rất là đảm bảo vệ sinh cho con vật nuôi của mình. Cày vòi móc hay còn có tên gọi khác là cày hoa quả. Do vậy, thức ăn của chúng là các loại hoa quả ngọt như quả chuối, thanh long, hồng xiêm, đu đủ. Một ngày bà con cho chúng ăn 2 bữa, bữa sáng cho ăn chuối, bữa chiều bà con cho chồn ăn các loại cháo như cháo cổ gà, cháo cổ vịt hoặc cháo cá để giúp chồn có thêm dinh dưỡng. Khi bà con đi chọn con giống, chị Yến chia sẻ, bà con nên đến với những trang trại lớn, uy tín lâu năm sẽ cung cấp cho bà con những con giống tốt và thuần chủng. Như trang trại của chị Yến đây là một địa chỉ tin cậy đã giúp đỡ rất nhiều bà con tiếp cận được nguồn con giống tốt và thuần chủng. Như bà con mình mà đi tìm hiểu thì con trồn mốc này hay là còn có cái tên gọi của nó là con cầy hoa quả. Vì thế nên là thức ăn chủ yếu của nó là những loại cỏ ngọt, quả ngọt như là quả chuối này, quả đu đủ, quả hồng xiêm, quả thanh long. Thì tất cả những loại quả ngọt đấy đều là sở trường của nó. Ví dụ như bây giờ trang trại của tôi, một ngày bây giờ tôi hiện tại là đang là cho ăn 2 bữa. Buổi sáng nhà tôi sẽ cho ăn 2 đến 3 quả chuối hoặc là miếng đu đủ. Còn buổi chiều thì nhà tôi sẽ cho ăn những loại cháo. Thì bà con để mà tăng dinh dưỡng cho con trồn này thì bà con mình có thể nấu cháo chung với lại cổ gà, cổ vịt hay là cháo cá. Và khi mà trong quá trình mà cho ăn ấy, thì bà con mình nên trộn thêm những cái loại vitamin tổng hợp này hay là men tiêu hóa để kích thích con trồn nó ăn ngon hơn. Như thế thì con trồn của bà con nó sẽ phát triển tốt hơn. Để mà bắt tay vào chăn nuôi con trồn mốc này mà đạt được cái hiệu quả kinh tế cao thì cái khâu mà chọn con giống của nó rất là quan trọng. Thì bà con khi mà mình đi chọn con giống ấy thì bà con mình nên đến những cái trang trại uy tín lâu năm. Thì bà con những cái trang trại đấy là người ta là những cái trang trại sinh sản chuồn thì sẽ cung cấp cho lực cho bà con những con giống tốt và thuần chủng. Thì khi mà đi chọn con giống thì bà con mình ưu tiên chọn cho tôi những con trồn đực nó có những biểu hiện to như là to này, dài đòn, chắc mình. Cái đầu trán của nó rất là rộng và những con đực đấy thì về sau ra phối rất là tốt và đẻ con ra nó cũng sẽ to giống như con bố của nó. Còn đối với những con cái thì bà con mình chọn cho tôi những con là dài mình này, bụng thon, hàng ti nổi đều, cái bộ phận sinh dục của nó không bị khuyết tật. Bà con tránh chọn những con béo hay là những con mà người ngắn thì về sau cái quá trình lên giống của nó khó và là cái khả năng sinh sản của nó cũng không cao. Và còn một lưu ý nữa, khi mà bà con đi chọn thì bà con nên chọn cho tôi những con đực già tháng hơn con cái tầm 1 đến 2 tháng. Như thế thì những con đực đấy nó mới đủ cái sức khỏe sinh sản để nó có thể giao phối tốt. Khi mà con đực nó giao phối tốt thì con cái nó mới đẻ ra, nó mới sinh sản sai được và những con nó mới phát triển tốt được cho bà con. Vừa rồi chị Yến đã chia sẻ cho bà con những kinh nghiệm khi chăn nuôi con trồn mốc đạt hiệu quả cao. Bà con nào còn thắc mắc có thể liên hệ với chị Yến hoặc đến trực tiếp trang trại. Chị Yến sẽ tư vấn và giải đáp thắc mắc cho bà con. Ngoài ra, trang trại chị Yến cũng có đầy đủ trang thiết bị để bà con ở lại học tập và chăn nuôi, giúp bà con có kiến thức nhất định trước khi bắt tay vào chăn nuôi con trồn mốc này. Khi xuất giống cho bà con, trang trại chị Yến cũng có đầy đủ giấy tờ pháp lý cũng như hợp đồng bảo hành và bao tiêu cho bà con lên đến 15 năm. Kênh xin chúc bà con chăn nuôi thành công.
Những bà con nào mà mình đang có nhu cầu tìm hiểu chuyển đổi cái mô hình chăn nuôi thì bà con mình có thể là đến trực tiếp trang trại của tôi. Chính tôi sẽ là người chia sẻ cho bà con tất cả mọi thứ từ khâu làm chuồng trại, cái chế biến thức ăn đến khâu chọn con giống, làm sao mà bà con mình khi mà nắm vững được toàn bộ những cái kỹ thuật, những kiến thức cơ bản để bắt tay vào chăn nuôi con chuột mốc này, nhà tôi sẽ tiến hành là bàn giao con giống cho bà con để về mình chăn nuôi. Và khi mà bàn giao con giống, nhà tôi sẽ cung cấp cho bà con là đầy đủ giấy tờ hợp đồng pháp lý, chế độ bảo hành con giống, chế độ bao tiêu con giống. Bao tiêu con giống thì tôi sẽ bao tiêu cho bà con trong vòng là 5 năm, 10 năm hay là 15 năm do bà con chọn. Còn là bao tiêu thì nhà tôi sẽ bao tiêu theo hoa hình thức. Đối với những cặp con giống mà đạt chất lượng sinh sản thì nhà tôi sẽ bao tiêu theo giá con giống. Còn những con giống nào mà không đạt chất lượng sinh sản, nhà tôi sẽ bao tiêu theo giá thương phẩm. Thì hiện tại thì nhà tôi đang bao tiêu cho bà con là 1.900.000 trên 1 cân thịt trồn thương phẩm. Và nhà tôi sẽ bao tiêu theo giá thị trường. Thị trường ở thời điểm đó bao nhiêu thì nhà tôi sẽ bao tiêu bấy nhiêu cho bà con, để làm sao mà bà con mình thu được lại được cái lợi nhuận cũng như cái hiệu quả kinh tế trong quá trình chăn nuôi một cách tốt nhất. Cuối cùng thì xin chúc bà con mình chăn nuôi thành công.